Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe truyện tại Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 76 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bấy giờ, Huống Thiên Minh đánh vào Bích Thành, Khuê Xanh thành chủ đứng trước mặt Huống Thiên Minh, trong tay nắm chặt trường thương, mồ hôi đã sớm thấm ướt y phục. Muốn gặp Tu La Nữ Vương, trừ phi bước qua xác ta. Xem ra Khuê Xanh tận đáy lòng sự trung thành cũng không có dao động, thế nhưng cường thế của Huống Thiên Minh lại khiến hắn một loại cảm giác vô lực. Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, đối với thành chủ Bích Thành này hắn không chút nào để vào mắt, vung tay lên, một đạo mông lung kim quang ầm ầm bộc phát trước mặt Khuê Xanh. Khuê Xanh không có phòng bị, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ta rất hâm mộ sự trung thành của ngươi, nhưng đối với Tu La Nữ Vương không đáng, bất quá chỉ là ngu trung mà thôi. Huống Thiên Minh đạp xuất một bước, thân thể đã tới trước trăm trượng, Lãnh Diễm Phỉ theo sát phía sau. Chung quanh đại điện cơ hồ một nửa số binh lính đã bỏ đi. Dù sao thủ đoạn của Huống Thiên Minh đối với chiếm thành cực kỳ tàn nhẫn, đi tới đâu người chết vô số, thành chủ lại càng khó thoát khỏi ma trường. Binh lính cũng không muốn chết ở chỗ này, hơn nữa bọn họ đối với Trạc Nghiên cũng vốn không có còn gì để nói. Ngoài đại điện vắng tanh không một bóng người, Lãnh Diễm Phỉ thấy vị Tu La Nữ Vương này lại có ngày hôm nay, mặc dù vì Huống Thiên Minh mà cảm thấy cao hứng, thế nhưng cũng vì Trạc Nghiên mà có một tia thở dài. Huống Thiên Minh đứng ngoài điện quát: "Trạc Nghiên, ra đây cho ta!" Thanh âm mãnh liệt vang vọng tại đại điện, cả tòa thành khắp nơi rung lên nhẹ nhẹ. Một bóng người chợt lóe, một nữ tử phấn ni phiêu phiêu, y phục màu hồng xuất hiện trước mặt Huống Thiên Minh. Trên người Trạc Nghiên cũng như trước mang theo khí chất khương lệ không thể hình dung, thế nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, chín đôi cánh hồng sắc phía sau nhẹ nhẹ rung động. "Ta còn tưởng rằng ngươi đã chạy trốn, không nghĩ tới tại đây tu luyện cư nhiên đã đạt tới cảnh giới chín cánh." Huống Thiên Minh đối với tiến bộ của Trạc Nghiên cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Dù sao từ tám cánh muốn đạt tới cảnh giới chín cánh, cho dù là lợi dụng lạc ấn của Thiên Thần Điện cũng phải mất tới mấy trăm năm thời gian, không nghĩ tới trong vòng 10 năm Trạc Nghiên đã đột phá bình cảnh. Bất quá so với Huống Thiên Minh thì Trạc Nghiên là bị cưỡng chế đột phá, như vậy cũng xem như không có phương pháp để có thể khiến nàng cảnh giới một lần nữa tăng lên. Hơn nữa bởi vì tính cưỡng chế, năng lượng cuồng bạo cũng khiến nàng khó có thể thừa nhận, thế nhưng dưới tình hình hiện tại Trạc Nghiên cũng không có quyền lựa chọn. "Ngươi sợ sao? Ta hôm nay sẽ không nhịn ngươi nữa." Khuôn mặt Trạc Nghiên tái nhợt, hiện lên một tia phẫn nộ sát ý, chín đôi cánh rung động, một cỗ uy áp mãnh liệt truyền đến. Lãnh Diễm Phỉ không thể không cảm giác được một cảm giác bị áp chế, thế nhưng Huống Thiên Minh tu vi bây giờ đã đạt tới Á Hoàng giai, hơn nữa bởi vì đối với lĩnh ngộ thiên đạo chưa nhận, bước vào Hoàng giai cũng chỉ vì là sớm muộn, áp lực của Trạc Nghiên so với hắn thì chẳng là gì. "Vậy thì thử xem." Huống Thiên Minh điên cuồng thét lên một tiếng, kim phát bay múa, ấn ký màu đỏ trên trán cũng sáng rực lên, một cỗ khí thế có thể xem như bài sơn đảo hải hướng Trạc Nghiên phóng tới. Lãnh Diễm Phỉ có chút lo lắng nhìn Huống Thiên Minh, sau đó chuyển thân lùi về phía sau vài chục trượng. Nàng biết rằng với tu vi hiện giờ của Huống Thiên Minh, muốn giết Trạc Nghiên dễ như trở bàn tay, nhưng trong lòng vẫn có chút vướng bận. Ngạc nhiên sắc mặt trở nên âm trầm hẳn, lạnh lùng nói: "Bích Thành hôm nay sẽ là nơi an táng hải cốt của ngươi." Vừa dứt lời, chỉ thấy linh khí trời đất chung quanh Huống Thiên Minh đột nhiên xảy ra biến hóa, một đạo quang mang quỷ dị không hiểu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trông giống như ánh sáng bị tụ lại rồi vô thanh vô tức tràn ngập sinh cơ. Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt mang theo vẻ khinh thường, một đạo kim quang bắn lên, thiên đạo chi nhận trên cánh tay phải phát ra một tiếng âm hưởng mãnh liệt. Lãnh nhận màu vàng phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đưa quang mang nghiền ra nát bấy. Trạc Nghiên nghiến răng, đôi mi thanh tú nhăn lại, chín đôi cánh chấn động, trước người chợt phát ra bạch quang chói mắt, mái tóc dài phiêu phiêu phía sau, một đạo kình khí âm lãnh chí cực từ trên người nàng bốc lên. Trong 10 năm nay, Huống Thiên Minh cùng với nàng giao thủ 3 lần, chiêu thức của Trạc Nghiên hắn đã nắm trong lòng bàn tay. Tức thì một đạo kim quang bộc phát, huyễn hóa thành 8 đại kim sắc quang ảnh vô cùng đẹp mắt, trong nháy mắt bao vây lấy Trạc Nghiên, trông giống như một bàn tay kim chảo. Bang! Giống như âm thanh va đạp vào đá, phát ra tiếng vang trầm muộn, bạch quang do Trạc Nghiên phóng ra đã hoàn toàn tiêu tán,
nhưng cũng tổn hao của Huống Thiên Minh một đạo kim chảo. Trạc Nghiên sắc mặt đại biến, khuôn mặt thuần mỹ thoáng chốc vặn vẹo, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, một cỗ mông lung vũ khí bao phủ toàn thân. Bước vào cảnh giới chín cánh so với tám cánh hoàn toàn khác nhau, có thể nói một tu la nhân muốn giết 10 người tu la nhân tám cánh, bất quá cũng chỉ là việc đơn giản. Song Trạc Nghiên đột phá cảnh giới chín đôi cánh, mặc dù chín đôi cánh có thể chứa cường đại năng lượng, thế nhưng tính cưỡng chế lại khiến nàng không thể khống chế được nó. Huống Thiên Minh trong khi chiến đấu cũng cảm giác được năng lượng của Trạc Nghiên đã hoàn toàn rối loạn. Bát bộ tu la! Trạc Nghiên lửa giận công tâm, hiển nhiên lực lượng cường hãn của Huống Thiên Minh đã bức nàng vào tuyệt cảnh. Ầm ầm bốc lên một cỗ tà khí âm lãnh, mà tại chung quanh Trạc Nghiên, tám đạo bóng đen xuất hiện, giống như là từ thân thể nàng hóa ra, không ngừng gào thét. Lãnh Diễm Phỉ đứng ở xa xa đã trông thấy, không nhịn được thần sắc hoang mang. Huống Thiên Minh có chút nhíu mày, trên khuôn mặt chợt lóe lên một tia kinh ngạc, cười lạnh nói: "Đây là cảnh giới chín cánh sao, không biết tự lượng sức mình." Dung nhan thuần mỹ của Trạc Nghiên nay đã tràn ngập sự tức giận. Nàng kế nhiệm Tu La Nữ Vương đã nhiều năm, sau đó cùng với Huống Thiên Minh đối chiến cũng không rơi vào thế hạ phong, lại không ngờ rằng chí bảo Tu La Giới Thiên Đạo chi nhận này lại nằm trên cánh tay nam tử này. Mặc dù không thể cứu vãn, nhưng lòng tự tôn của Trạc Nghiên quá lớn, khiến cho nàng không thể chịu khuất phục. Cũng chính bởi như thế, cho nên mới đạo bạo phát ra toàn bộ lực lượng của chín cánh. Bát bộ Tu La! Tám đạo đen nhánh như bóng người, lại giống như quỷ này, như bao phủ cả một tầng vũ khí. Trên cánh tay chúng cầm một huyết sắc liêm đao rất lớn, sắc bén. Khí tức âm lãnh chí cực, mơ hồ trong đoàn vũ khí có thể thấy hình dáng một bộ xương cốt. Huống Thiên Minh ánh mắt thu lại, bảy đạo kim ảnh tụ lại làm một, cánh tay phải giơ cao lên, thiên đạo chi nhận quang hoa sáng lạn. Dưới ánh sáng của cuộc chiến, cả bích thành như phát ra một cỗ khí tức nóng bỏng. Lãnh Diễm Phỉ trong mắt vài phần lo lắng cho Huống Thiên Minh. Quỷ ảnh này mặc dù thực lực bình thường, nhưng mỗi cá thể lại có thực lực tám cánh, khiến nàng ẩn ẩn cảm giác được trong lại nhất định có âm mưu. Quả không sai, sau tích tắc Huống Thiên Minh thúc giục thiên đạo chi nhận, tám đạo quỷ ảnh đột nhiên tê hống bổ xuống tám đạo trưởng đao, tựa như xé rách hư không hướng tới Huống Thiên Minh. Huống Thiên Minh giơ tay lên đỡ, nhưng không nghĩ rằng lực phản chấn lại khiến thiên đạo chi nhận trên cánh tay hắn run rẩy. Tám đạo quỷ ảnh sau một trưởng rất nhanh vây lấy Huống Thiên Minh. Trạc Nghiên đứng sau quỷ ảnh hung hăng nhìn chằm chằm Huống Thiên Minh, như là muốn nghiền nát hắn thành cám, nghiến răng nói: "Bát bộ Tu La, quỷ thần khó thoát, ta hôm nay nhất định phải nghiền xương ngươi thành khói." Huống Thiên Minh vặn vẹo cánh tay bị đau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trạc Nghiên trầm giọng nói: "Trạc Nghiên, chỉ có giết ngươi ta mới có thể chính thức thành Tu La Vương, ngươi phải chết." Trải qua lần vừa rồi, Huống Thiên Minh đã nhận thấy được tám đạo quỷ ảnh cũng không đơn thuần là lực lượng giải phóng ra. Hơn nữa, bọn chúng mặc dù chỉ có thực lực tám cánh trung cấp, thế nhưng hắn có cảm giác còn siêu việt hơn cả chín cánh trung cấp. Quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đối với Huống Thiên Minh hiện tại mà nói, điều này cũng không đáng là gì. Một đoàn vân quang hiện lên trên đỉnh đầu, thiên đạo chi nhận trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh người. Chỉ thấy phía sau Huống Thiên Minh xuất hiện một nguyệt nha dài đến ba trượng, vừa trang trọng thần thánh lại vừa lộ ra một vẻ khó có thể nắm bắt quỷ dị. Những năm gần đây, Huống Thiên Minh mặc dù không như Đế Thích Thiên, thiên tư chắc tuyệt có thể sáng tạo ra thiên đế quyết dung hợp với thiên đạo chi nhận, thế nhưng hắn đối với thiên đạo chi nhận lại không thể so với Đế Thích Thiên sao? Huống Thiên Minh phiêu phủ trên không, dưới ánh sáng của thiên đạo chi nhận rọi xuống, trông giống như một bức tượng thần thánh, làm cho người ta nhìn phải cúi lạy. Tám đạo quỷ ảnh bốn phía tựa hồ như đã úy kỵ, liền lui lại mấy bước. Sắc mặt Trạc Nghiên cũng nổ lên hắc khí. "Trạc Nghiên, ngươi còn không rõ sao? Ta đã dung hợp thiên đạo chi nhận của cha ta, ta mới là đế quân của Tu La giới." Huống Thiên Minh hét lớn một tiếng, đám mây màu vàng trên đỉnh đầu chợt bộc phát, biến thành một đạo đạo kim quang sáng lạn bắn về phía tám đạo quỷ ảnh. Thiên đạo chi nhận chính thức khởi động, hắc vụ xung quanh đã hoàn toàn biến mất, lộ ra bên ngoài chính là tám bộ xương khô, trong tay cầm liêm đao, phảng phất đã nhuốm đầy máu tươi. Ngươi nói bậy!" Trạc Nghiên cơ hồ lâm vào điên loạn, không để ý huy động tất cả năng lượng ẩn tàng của chín đôi cánh. Tám bộ xương khô giơ liêm đao quá đầu, hung hăng bổ tới đoàn kim quang kia. Hai cỗ năng lượng có sự khác biệt rất lớn, mãnh liệt va vào nhau, phát ra khí tức hủy diệt không cách nào tưởng tượng. Lãnh Diễm Phỉ trước tiên chính là bảo vệ chính mình, mà giờ phút này cả bích thành đều rung chuyển.
Trong đại điện, một cỗ hắc sắc ma vân hiện lên. Trong khi đó, Lãnh Diễm Phỉ trợn mắt. Tình cảnh hiện tại khiến cho nàng cứng lưỡi. Cả đại điện đều đã bị biến đổi. Thiên Minh! Lãnh Diễm Phỉ trong nháy mắt cảm giác được khí tức của Huống Thiên Minh. Trong vũ khí mông lung, Huống Thiên Minh phiêu phủ giữa trời, y phục toàn thân rách tơi tả, lộ lộ ra màu da cổ đồng. Còn Trạc Nghiên giờ phút này quỳ trước mặt Huống Thiên Minh, sắc mặt trắng bệch, còn vương một đám máu tươi. Bát bộ Tu La hủy diệt cũng có nghĩa là nàng cũng đã mất đi tất cả lực lượng. Huống Thiên Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ thiên đạo chi nhận của tổ mộc và của cha Thiên Mông truyền lại, chỉ có ta mới có tư cách làm vương giả của Tu La giới." Trạc Nghiên trầm mặc một lát, những ký ức chợt hiện lên trong đầu, đột nhiên nhẹ nhàng khóc, càng lúc càng lớn, quanh quẩn xung quanh bích thành. Tại sao tổ mộc không nhận ta? Hôm nay tất cả mọi người phản bội lại ta, tại sao? Ta mới chính thức là Tu La nữ vương." Trạc Nghiên vô lực nói, nước mắt trong suốt như ngọc, giống như những hạt trân châu rơi xuống mặt đất. Lãnh Diễm Phỉ nhẹ nhàng đi tới, nhìn người trước mặt đã từng là chủ Tu La giới, thân phận không ai bì nổi, hôm nay lại lâm vào bước này, trong lòng không khỏi tư nghị. Huống Thiên Minh hơi giơ tay lên, lông mi trong lúc đó phát ra một cỗ sát khí xâm nhiên, bởi vì hắn biết nếu Trạc Nghiên không chết thì hắn cũng không thể nào trở thành tân Tu La vương thống lĩnh cả Tu La giới. Đến đây thì Trạc Nghiên tự hồ đang bi ai cùng cực, đột nhiên ngẩng đầu lên ha ha cười rộ, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra vẻ dữ tợn, cộng thêm một cường đại lực lượng khó hiểu từ trên người nàng bộc phát. Huống Thiên Minh trong lòng cả kinh, lạnh lùng nói: Ngươi định tự bạo sao? Ngươi vĩnh viễn sẽ không thể trở thành Tu La vương, cho dù ta có chết cũng muốn chôn cùng ngươi. Thân thể mềm mại của Trạc Nghiên có chút cứng lên, mà chín đôi cánh sau lưng nàng phiến động, chín đạo thải sắc quang hoa phóng lên cao cực kỳ đẹp mắt, trong lúc đó lại tản ra một cỗ lực lượng cường đại hủy thiên diệt địa, một cỗ khí tức hủy diệt bao phủ cả bích thành. Trạc Nghiên đứng lên, ác độc nhìn Huống Thiên Minh: Ta thừa nhận ngươi có thiên đạo chi nhận và thực lực áo hoàng giai, Trạc Nghiên ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cho dù xưng ta có hóa thành bụi cũng sẽ không cho ngươi được tọa nguyện đâu. Sau mỗi một chữ, một đôi cánh sau lưng nàng đứt lìa. Nói xong lời cuối cùng, thải sắc quang hoa cơ hồ lấn át quang mang của thiên đạo chi nhận. Lãnh Diễm Phỉ hoảng sợ, chín cánh đều tự bạo, sợ rằng ngay cả bích thành cũng bị tan thành bụi, vội vàng kêu lên: Thiên Minh, nhanh rời khỏi đây! Huống Thiên Minh nhìn Lãnh Diễm Phỉ lạnh nhạt nói: Nếu ta rời khỏi đây, chẳng lẽ ta thua trong vụ cá cược hay sao? Lãnh Diễm Phỉ trong lòng run lên, không nghĩ tới trong lúc này hắn còn nghĩ tới việc đánh cuộc chiến thắng Trạc Nghiên, mà sắc mặt Huống Thiên Minh lại có vẻ lạnh nhạt trầm ổn, không có một tia khinh suất. Thiên đạo chi nhận phía sau thu lại quang mang, thế nhưng lại tản ra một cỗ khí thế kinh người. Sắp chết còn giấy giụa, ngươi thật sự không sợ ư? Huống Thiên Minh phảng phất không chút nào e ngại chín cánh bạo thể: Ngươi nên cảm thấy may mắn vì trở thành người duy nhất được Tu La nữ vương ta bạo thể. Ta sẽ để ngươi và nàng ta, còn có cả dân chúng bích thành này, chôn cùng Trạc Nghiên ta. Trạc Nghiên đã hoàn toàn thoát khỏi sự tự tôn của bản thân, và cũng là lúc địa vị của nàng đã đẩy nàng đến vách núi đen không có đường lui. Chín đôi cánh rung động mãnh liệt, chỉ thấy một cỗ bạch quang trong suốt bộc phát, trong đó còn kèm theo vài điểm tinh quang, trông giống như một mảng tinh vân vô cùng sáng lạn che trời, bao phủ toàn bộ bích thành. Vậy chết đi cho ta, để cho ngươi xem ta từ thiên địa chi nhận lĩnh ngộ chân đế đây. Huống Thiên Minh nhìn Trạc Nghiên tự hồ như điên loạn, nghiến chặt răng. Hắn cũng cảm giác được cỗ năng lượng đáng sợ này có thể hủy diệt một thành trì, nhưng lại không chút nào sợ hãi. Trong ánh mắt hung quang chợt lóe, thiên địa linh khí chung quanh điên cuồng bị hút vào thiên địa chi nhận phía đằng sau, lấy Huống Thiên Minh làm tâm, lãnh quang ngỏ vàng như một cái hắc động không đáy, không ngừng xoay tròn hấp thu toàn bộ thiên địa linh khí của phương viên xung quanh trăm dặm. Hắc động không có chút nào ngừng lại, không ngừng hấp thu linh khí. Xung quanh nó đã xuất hiện những không gian thấp hãm vặn vẹo. Thiên đạo chi nhận sau khi hấp thu thiên địa nguyên khí đã từ 3 trượng lớn đến tới 10 trượng, tản ra một cỗ lãnh quang màu vàng mãnh liệt ở phía trước người Huống Thiên Minh. Mà Huống Thiên Minh đạp một cước bay lên, tay trái vung ra, tay phải khoanh lại, thiên đạo chi nhận tự hồ cũng theo tay hắn mà kịch liệt rung động. Mũi nhọn của thiên đạo chi nhận chỉ vào Trạc Nghiên, trong khi Huống Thiên Minh chuẩn bị phát động công kích cuối cùng, đột nhiên một thanh âm từ bầu trời truyền đến:
Thánh sứ, thủ hạ Lưu Tinh. Một thân ảnh cao lớn vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Trạc Nghiên. Người nọ râu đầy mặt, tóc mai bạc trắng, mái tóc đen dài tới tận hông, mà trên người hắn chính là mặc một bộ kiện trường bào lập lòe cổ quái, ẩn ẩn trong đó có dấu vết của thiên địa nguyên khí lưu động. Rất hiển nhiên đó chính là một kiện thượng phẩm thiên thần khí chiến giáp. Là Hàm Xanh tiền bối ư? Lãnh Diễm Phỉ phút chốc liền nhận ra đây chính là một nhân vật nguyên lão của tu la giới, cũng đã đạt tới cảnh giới chín đôi cánh Hàm Xanh. Mà Trạc Nghiên khi vừa thấy Hàm Xanh thì cô khí thế chưa từng có từ trước đến nay cũng chợt thu liễm lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ cũng không có thần sắc dữ tợn, như là một vị tiểu cô nương bị ủy khuất khóc lớn dựa vào lòng ngực của Hàm Xanh. Ra ra. Tới giờ khắc này, có thể nói ngoại trừ Hàm Xanh ra thì Trạc Nghiên đã không còn người nào có thể tin tưởng. Cảm giác bất lực từ tận đáy lòng khiến tâm tư nàng rất đau đớn. Hàm Xanh thương xót nhăn mặt, toát ra một tia đau buồn, vuốt ve mái tóc Trạc Nghiên nói: "Ra ra, còn thiếu ngươi hai chuyện nữa, như thế nào lại có thể mặc kệ ngươi?" Giờ phút này, Hàm Xanh cũng bất kể là thiên đạo chi nhận lúc trước là giả, nhìn Trạc Nghiên bị bức tới đường này, trong lòng cũng vặn phần áy náy. Huống Thiên Minh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi muốn thế nào?" Hàm Xanh thở dài khẩn cầu nói: "Bằng vào lĩnh ngộ của thánh sử đối với thiên đạo chi nhận, lão hủ tin rằng cho dù là Nghiên Nhi tự bạo chín cánh cũng sợ rằng khó có thể tổn thương ngươi phần nào. Nếu cả tu la giới đã nằm cả trong tay ngươi thì xin thánh sử nể mặt lão hủ này tha cho Nghiên Nhi một mạng." Hàm Xanh nói không có nửa phần khoác lác. Huống Thiên Minh bây giờ thực lực đã là áo hoàng giai cao thủ, hơn nữa thân thể đã trải qua 9981 kiếp lôi điện rèn luyện. Chín cánh của Trạc Nghiên tự bạo quả thực khó có thể tổn thương phần nào, cuối cùng là chết không thể nghi ngờ. Sau khi nghe Hàm Xanh nói, Trạc Nghiên biết lão vì mình mà nói dối, tâm càng thêm lạnh, cánh sau lưng cũng nhất thời hạ xuống, thái sắc quang hoa cũng biến mất. Huống Thiên Minh nói: "Nếu không giết nàng, ta như thế nào có thể thống lĩnh cả tu la giới đây?" Hàm Xanh trầm giọng nói: "Thánh sử yên tâm, sau tối nay ta sẽ dẫn Nghiên Nhi rời đi ẩn cư tại đỉnh Thiên Sơn. Nó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện tại tu la giới nữa. Xin thánh sử bỏ qua hiềm khích trước đây, tha cho Nghiên Nhi một mạng." Huống Thiên Minh nhíu mày, trong khi đang chần chừ thì Lãnh Diễm Phỉ đã đi tới thấp giọng nói: "Trạc Nghiên, đối với ngươi đã hoàn toàn không còn nguy hiểm nữa. Huống hồ ngươi là thánh sử, nắm trong tay chân đạo chi nhận, tất cả tu la tộc nhân đều đã quy phục ngươi, hay là..." Huống Thiên Minh trầm mặc một lát không có trả lời, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, nhảy lên biến mất trên bầu trời. Lãnh Diễm Phỉ ánh mắt phức tạp nhìn Trạc Nghiên, nhẹ hít một hơi xoay người đi theo. Hàm Xanh thấy Trạc Nghiên đã thoát khỏi nguy khốn, ánh mắt thoát ra vẻ không đành lòng nói: "Huyền lão nói đúng, thánh sử nắm trong tay thiên đạo chi nhận, cũng chỉ có hắn mới có thể thống lĩnh cả tu la giới. Nghiên Nhi, chúng ta rời khỏi nơi này thôi." Trạc Nghiên khuôn mặt tái nhợt bắt đầu nhúc nhích, nhẹ đến nỗi không thể nhận ra là đã gật đầu. Hàm Xanh nhìn cả Bích Thành không nhịn được thở dài, mang theo Trạc Nghiên rời khỏi nơi đây. Một đời tu la nữ vương trong vòng 10 năm lại mất đi tất cả, đổi lại là ai tâm cũng như cho tàn. Giữa không trung, ánh trăng lạnh giá hạ xuống tầng mây, hợp thành từng đóa giống nhau cực kỳ kỳ diệu. Huống Thiên Minh đứng trên đỉnh núi, nhìn chân núi Thiên Sơn bị ánh trăng chiếu rọi như dòng nước cuốn trôi hết thảy. Trong ánh mắt lóe ra quang mang phức tạp. Lãnh Diễm Phỉ ở sau lưng hắn cảm giác được sức nóng, nhịp đập của trái tim, tất cả của hắn. "Nàng tại sao lại giúp nàng ta?" Trầm mặc một lát, Huống Thiên Minh rốt cuộc cũng mở miệng nói. Lãnh Diễm Phỉ mím môi thấp giọng nói: "Nếu ta là Trạc Nghiên, hôm nay bị người khác bước vào cảnh tự bạo, ta có thể tưởng tượng được loại cảm giác đó cực kỳ thống khổ. Ngươi tức giận sao?" Huống Thiên Minh mỉm cười: "Ta như thế nào lại tức giận đây? Vốn ta đã không muốn nghĩ giết nàng ấy, bất quá lần đánh cuộc này là ta thắng, nàng không thể nuốt lời." Ngươi muốn ta thế nào?" Lãnh Diễm Phỉ mân mê cái miệng đỏ mọng, khuôn mặt đỏ lên tăng phần mị hoặc. Huống Thiên Minh hôn lên trán nàng, lập tức song trưởng vung lên giơ cao lên trời, cao giọng nói: "Ta muốn nàng là hoàng hậu của ta, là tu la nữ vương của ta." 10 năm qua, Huống Thiên Minh đã tuyệt đối công phá được tất cả các thành trì của tu la giới. Giờ khắc này, thân là thánh sử, hắn rốt cuộc cũng nối nghiệp cha thành bá chủ chính thức của tu la giới. Thanh âm vang vọng bốn phía, từ trong cốc vọng lại, cuối cùng chỉ còn một chữ quanh quẩn sâu bên trong.
Năm tháng thoi đưa, chợt lóe rồi lại tàn. 50 năm thời gian đối với mọi người bất quá chỉ là một cái nháy mắt, mà bên trong Hồng Quân Phủ lại xảy ra thật nhiều biến hóa ảo diệu. Hồng Quân Phủ so với trước kia đã hoàn toàn bất đồng, hôi mông linh khí tràn ngập khắp ngõ ngách. Mà tại trung ương Hồng Quân đang nhắm mắt tính tu, lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ 3. Trên đỉnh đầu Hồng Quân giới, phiêu phủ cách 3 tấc tản ra một cỗ khí thế không mạnh mẽ nhưng quang hoa cực kỳ chói mắt. Giờ khắc này, hắn tự hồ đã hiểu được một ký tức phi thường từ trong Hồng Quân giới của hắn sản sinh. Hồng Quân đạo của Hồng Quân đã đột phá đến tầng thứ 3, đối với lĩnh ngộ hỗn độn lực cũng càng thêm thông triệt. Ban đầu là bởi vì thông qua lĩnh ngộ hỗn độn lực mới có ý nghĩ để cho Tần Vũ chuyển thế trọng sinh. Chỉ bất quá, thiên cơ ẩn tàng trong đây vì muốn Tần Vũ chuyển thế trọng sinh không tạo lên thiên kiếp nên hắn mới không nói ra. Hồng Quân lợi dụng thời gian 50 năm này một lần nữa sáng tạo ra tử giới, bên trên 6, bên dưới 7, tổng cộng 13 tầng, mà lục đạo luân hồi vẫn như trước nằm ở nơi cuối cùng bên bờ tử giới. Con đường luân hồi này đối với người của tử giới cũng coi như là một cái khảo nghiệm, thử hỏi có ai đạt được tu vi cấp bậc thần vương có thể buông bỏ hết thảy một lần nữa làm lại từ đầu. Mà trải qua 50 năm ngộ đạo, Hồng Quân mới hiểu được đạo lý trong này. Nếu như đạt đến cảnh giới thần vương lại có thể chịu bỏ được, vậy sau khi trọng sinh nhất định có thể đạt đến đỉnh của cảnh giới mới. Chính là giống như Tần Vũ chuyển thế trọng sinh, nếu như không buông bỏ tu vi trưởng khống giả đó lại như thế nào có thể siêu việt trưởng khống giả. Giờ phút này, Hồng Quân tại Hồng Quân Phủ tầng cao nhất bế quan nhập định, mong muốn tại Hồng Quân Đạo tiến hành đột phá mới. Bất quá, một biến hóa vi diệu lại khiến cho hắn chú ý. Một tia khí tức dị thường xuất hiện trong Hồng Quân giới, mặc dù cực kỳ yếu ớt, cơ hồ tới không cách nào phát hiện ra được, thế nhưng Hồng Quân vẫn rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó. Hồng Quân nhíu mày, rất nhanh liền bắt được tia khí tức tồn tại kia. Mở bàn tay ra, chỉ thấy một đám sương mù hôi mông đang phiêu động trước mắt. Sương mù kia có chút sền sệt, hơn nữa nhỏ như sợi tóc, thế nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác khác thường. Tuy nhiên Hồng Quân đối với đám sương mù kia lại rất quen thuộc, không khỏi kinh ngạc kêu lên: hỗn độn khí ư? Đây quả thực khiến hắn có chút không tưởng tượng được. Hỗn độn khí cải tạo nguyên thần, thành tựu hỗn độn nguyên linh, thế nhưng như thế nào có thể có một đám hỗn độn khí xuất hiện trong Hồng Quân giới? Chẳng lẽ cùng Hồng Quân đạo có quan hệ sao? Hồng Quân đang khổ suy tư, đột nhiên cảm giác được một khí tức quen thuộc xuất hiện tại Thiên Thần Điện. Là phụ thân ư? Không sai, khí tức quen thuộc đó chính là của Tần Vũ. Hồng Quân không còn tâm tư bế quan nữa, chạy ra khỏi Hồng Quân phủ, mà phụ thân Tần Vũ đang đứng ở ngoài cửa điện. Một thân hắc y như mực, phảng phất 50 năm tuế nguyệt không có lưu lại trên thân hắn bất cứ dấu vết gì, duy chỉ có vài tia sắc tăng luân trên khuôn mặt anh tuấn kia. Phụ thân! Hồng Quân bước nhanh tới, trong mắt lóe lên lệ quang vô cùng kích động. Lúc này Tôn Ngộ Không, Tần Tư cùng với Đế Thích Thiên đám người cũng đã đi tới, nhìn thấy Tần Vũ cũng đều vạn phần mừng rỡ. Vốn tưởng rằng hắn bởi vì tình nhi chết sẽ hạ tâm kết, mà hiện giờ xem ra không có vẻ mất mát như trong tưởng tượng. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu hỏi: "À, xin chào Tần tiền bối, những ngày này người đi đâu vậy?" Tần Vũ mỉm cười nói: "Trước lúc rời khỏi nơi này, ta phải đem tất cả sự tình đều làm xong. Những năm này, ta đã tìm ra Liên Gia Gia, Triệu Vân Hưng sư phụ cùng với đám người Lâm Lâm, Liễu Hàn Thư cũng đều giúp bọn họ khôi phục ký ức rồi." "Cha tìm ra sư huynh rồi sao? Tại sao không đem bọn họ trở lại?" Lúc trước cái chết của Lâm Lâm và Liễu Hàn Thư luôn khiến cho Hồng Quân cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ nghe được bọn họ đều ở Thiên Thần Giới, không khỏi hết sức mừng rỡ. Tần Vũ khẽ gật đầu nói: "Trước lúc khôi phục ký ức, ta thịnh không có dung hợp ký ức của bọn họ hiện tại, mà là tiến hành dung hợp, thiệu giống như Tôn Ngộ Không, cho nên bọn họ đều lựa chọn lưu lại đây, ta cũng không có cứng cầu." "Nói như thế, phụ thân muốn rời khỏi Thiên Thần Giới rồi sao?" Tần Tư có chút ngạc nhiên nói: "Hôm nay tứ đệ vẫn bởi vì sự ổn định của Tần Bông không gian mà luôn lâm vào ngủ say. Hơn nữa, ngoài việc đó ra, ta còn có sự tình khác muốn làm, tùy các ngươi theo ta cùng trở về." "Sự tình gì?" Hồng Quân hỏi, mà Tần Vũ trả lời hắn chỉ là một cái mỉm cười thần bí. Tiếp theo, sau khi hàn huyên một chút, Tần Tư từ biệt Đế Thích Thiên và Đế Thiên Hồn. Dù sao, mấy trăm năm thân tình, giờ phút này ly biệt cũng khiến cho người ta cảm giác một tia thương cảm. Mà Tôn Ngộ Không lại khá hưng phấn,
đem Bạch Y Thần vừa nói vừa cười trở về liền có thể gặp được sư phụ Hầu Phí của hắn, mà Hầu Phí cũng cực kỳ nhớ mong hắn tên đồ đệ này. Phụ thân, tại sao không gọi Huống Thiên Minh theo chúng ta trở về? Hồng Quân hỏi. Tần Vũ khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói: Thiên Minh vốn thuộc về nơi này, sau khi có được thiên đạo chi nhận, hắn đã thành trưởng khống giả của tu la giới. Bất quá tiểu tư, Thiên Minh sau này có thể hay không thành tựu đại đạo, vậy phần cơ duyên đó vẫn tại trên người ngươi. Con ư? Tần Tư trong lòng cả kinh. Tại sao lại trên người ta? Huyền diệu trong này, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết thôi, hiện tại vẫn chưa phải là lúc để nói. Hồng Quân nhíu nhíu mày, chỉ là cảm giác phụ thân sau khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, lời nói của hắn chỗ nào cũng lộ ra huyền cơ. Xem ra hắn cuối cùng đã dựa theo hỗn độn linh nguyên mà chạm đến cái gọi là thiên. Thế nhưng con đường này vô cùng vô tận, Tần Vũ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu lại là không cách nào đoán định. Phụ thân, cái chết của tình nhi A-di... Đây là việc 10 năm qua Hồng Quân vì phụ thân mà lo lắng. Sự si tình và chấp niệm của tình nhi chỉ sợ rằng sẽ khiến cho Tần Vũ thương tâm, từ đó có thể ảnh hưởng đến tu vi thành tựu trong tương lai. Tần Vũ lãnh nhiên cười một tiếng, khẽ thở dài nói: Tình nhi cả đời mệnh khổ, hơn nữa cùng ta kết hạ không giải được. Phần vướng mắc này chính là một trường nhân quả của Tần Vũ ta. Cái ta nợ tình nhi cũng nhất định sẽ trả lại cho nàng. Sương Nhi, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Có lẽ bây giờ nên lo lắng nhất chính là ngươi. Từ thần sắc trầm ổn, điềm định mà xem, Tần Vũ tịnh không có bị cái chết của tình nhi mà lưu lại thương tình. Nhưng hắn lại là lo lắng cho chính mình, khiến cho Hồng Quân một đầu mờ mịt. Xong trong đầu đột nhiên chợt hiện ra tình cảnh lúc bế quan, nhất thời cả kinh nói: Chẳng lẽ phụ thân đã tu thành đại đạo rồi sao? Tần Vũ cười khổ một tiếng: Ta rốt cuộc đã hiểu được ngươi vì sao lại trăm phương ngàn kế bức ta luân hồi. Mặc dù đánh tan hết công lực tu thành lục đạo luân hồi, khiến cho Hồng Mông không gian thăng thành hỗn độn không gian, nhưng lấy công lực của ta hiện giờ so với cảnh giới thiên đạo vẫn còn cách khá xa. Chỉ bất quá từ trong sâu xa ta có thể cảm giác được mệnh ký của mỗi người các ngươi. Vậy đám hỗn độn khí này đại biểu cho cái gì? Phụ thân có thể hay không nói cho con biết được không? Hồng Quân nói, mở lòng bàn tay đem đám hỗn độn khí thuần chính kia thả ra. Tần Vũ mục quang co rút lại, liếc mắt nhìn trong chốc lát rồi mới nói: Hỗn độn tức là thiên, hỗn độn tức là đạo, vô sinh vô tử, thiên số chi đạo. Tiểu Dương, qua không bao lâu nữa ngươi sẽ hiểu ra cái gì là thiên đạo thương mang. Hồng Quân vẫn là có chút nghi hoặc không giải thích được thì thầm nói: Thiên đạo thương mang đây là cái gì? Tần Vũ thở dài: Ta mặc dù từ lục đạo luân hồi nhập đạo, nhưng còn chưa có chân chính thăm dò đến sự vận chuyển của thiên đạo, tạo hóa ảo diệu thần kỳ, cho nên bây giờ còn không thể hoàn toàn nói rõ ràng, nếu không sẽ mang tới họa sát thân. Hồng Quân gật gật đầu, cũng là lúc đầu tại vô danh không gian, sau khi đạt được truyền thừa của thiên mông, đồng dạng thăm dò đến một bộ phận thiên cơ, cho nên mới trăm phương ngàn kế khiến Tần Vũ luân hồi, đi tới đỉnh của cảnh giới cao hơn. Hiện tại Tần Vũ không thể hoàn toàn nói rõ, nhưng lại giống như chuyện lúc trước. Bất quá thiên số chi đạo xác thật mệnh người phí giải. Mắt nhìn về cuối chân trời, Tần Vũ một chảo vào hư không, một mảng không gian như thủy tinh nghiền nát biến thành phấn vụn, một cái hắc động u ám liền xuất hiện trước mắt mọi người. Tần Vũ thần sắc lạnh nhạt, thong thả triệu xuất lục đạo luân hồi, theo dòng xoáy cực nhanh xoay tròn, tinh quang với vô cùng năng lượng bắn nhanh ra tứ phía, đem hỗn độn như thực chất ngăn lại, giống như phong quyển cuốn tàn vân. Bất quá hỗn độn đó phảng phất như vô cùng vô tận, tán tụ không ngừng, vừa mới khua đi lập tức lại có nhiều hơn hôi hắc vật chất tụ lại, áp lực tại bốn phương tám hướng lại gia tăng không ít. Tần Vũ không chút nào kinh hoàng, chớp chớp con mắt, thong thả vươn ngón tay ra, từ trên cao xuống nhẹ nhàng vẽ ra một đạo ánh sáng dài. Xoẹt xoẹt, một tuyến hắc sắc tựa như điện quang hỏa thạch liền cắt hỗn độn ra. Tứ phía hôi sắc vật chất sền sệt mãnh liệt bị thu lại thành dị dạng. Một cái đại lộ rộng rãi vô cùng xuất hiện trước mắt, kéo dài đến nơi xa vô cùng. Chỉ thấy một mảnh thanh quang, ánh sáng trong suốt. Tất cả mọi người một bên đều kinh ngạc bởi thủ đoạn nghiền nát hư không của Tần Vũ. Mọi người theo Tần Vũ tiến nhập vào trong thông đạo. Lập Nhi! Trong Tử Huyền Phủ, Khương Lập tại sát na nhìn thấy Tần Vũ, con tim phảng phất như hòa tan ra, nước mắt vì kích động rơi đầy khuôn mặt, tựu như một cô gái nhỏ gục vào lòng ngực Tần Vũ khóc lên.
mà Tần Sương cùng Tần Tư chứng kiến một nhà đoàn tụ, trong lòng cũng vạn phần mừng rỡ. Vũ ca, huynh cuối cùng đã trở về rồi. Mấy năm nay ở thiên thần giới sống như thế nào? Từng giọt nước mắt kia như những hạt mưa mềm mại, khiến cho khuôn mặt tựa lê hoa của Khương Lập càng tôn thêm vẻ thanh lệ. Lập nhi, quá tốt rồi, chúng ta cả nhà cuối cùng lại ở cùng nhau. Trải qua nhiều năm xa cách như vậy, Khương Lập cơ hồ mỗi đêm đều vì Tần Vũ cùng hai đứa con trai mà cầu khẩn chúc phúc. Bây giờ cuối cùng một nhà đã đoàn tụ, bốn người ôm chặt nhau, đắm chìm trong sự ấm áp thân tình. Tôn Ngộ Không đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa huyền phủ một đại hán cực kỳ dũng mãnh, hai tay phân biệt hai vò rượu cao hơn người, có chút kích động nhìn lại phía mình. Sư phụ! Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, cả người đều đã cưỡi lên đầu người kia. Không sai, người đến chính là Hầu Phí. Nhìn thấy tên đồ đệ bất hảo, Hầu Phí cũng vạn phần hưng phấn. Bất quá, do cá tính của Hầu Phí tự nhiên sẽ không có phiền phức mà ân cần hỏi han, không nói hai lời liền xốc vò rượu lên. Đang lúc chuẩn bị cụng rượu thì lại nhìn thấy Bạch Y Thần bên cạnh. Trải qua một hồi, Tôn Ngộ Không te tét giới thiệu, Hầu Phí cơ hồ đều như muốn đem con mắt chừng to ra, thật sự không dám tin tưởng nữ tử xinh đẹp trước mắt vậy mà lại là vợ của tên đồ đệ bất hảo này. Tam đệ, ngươi cuối cùng đã trở về. Thanh âm Hồng Mông truyền đến. Tại lúc Tần Vũ trở về, Hồng Mông, Lâm Mông đều có chút gấp gáp muốn gặp tam đệ này. Hảo, đại ca, ta lập tức đi. Tần Vũ tâm cơ vừa động, bổ tôn liền đi đến Hồng Mông không gian, còn lưu lại một cái phân thân tiếp tục cùng Khương Lập ôn chuyện cũ. Tần Tư và Hồng Quân đều có chút lo lắng cho cổ bàn, cũng đều đi đến Hồng Mông không gian. Nơi Hồng Mông không gian, Hồng Mông, Lâm Mông cùng với Tần Thạch Thiên đã sớm chờ từ rất lâu, trên mặt mỗi người đều chấp động tia hưng phấn. Tam đệ, nhìn thấy ngươi cuối cùng cũng tu thành đại đạo, những năm này đã phát sinh ra chuyện gì, mau nói cho đại ca nghe. Hồng Mông tại sát na nhìn thấy Tần Vũ, liền đã biết thể nội Tần Vũ phát sinh biến hóa ngất trời, tinh thần biến lại một lần nữa biến đổi. Hôm nay Tần Vũ đã sớm nắm giữ tồn tại trí thượng lục đạo luân hồi, tuyệt đối áp đảo Hồng Mông và Lâm Mông. Tần Vũ lại có chút khiêm nhường, cười khổ một tiếng. Nói ra thì dài, bất quá quan trọng nhất bây giờ chính là thu hồi Tần Mông không gian của đệ, để tứ đệ tỉnh lại. Lâm Mông và Tần Thạch Thiên gật gật đầu. Được, chúng ta bây giờ đi. Vì khiến Tần Vũ có thể bình yên luân hồi, cho nên mấy người hợp lực lại đem Tần Mông không gian phó thác cho cổ bàn. Cổ bàn cũng bởi vậy mà ngủ say mấy trăm năm. Bất quá đây cuối cùng vẫn là chuyện của Tần gia, đối với đám người Tần Vũ đều có mấy phần áy náy. Chỉ thấy cổ bàn ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá, thần sắc lạnh nhạt giống như một tòa băng xuyên vạn cổ không đổi, toàn thân ngưng tụ một cỗ hơi thở Hồng Mông khổng lồ. Vì muốn cho Tần Mông không gian của Tần Vũ không sụp đổ, cho nên ngay lúc tiếp nhận đã tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Ai, những năm nay khổ cho tứ ca rồi. Tần Thạch Thiên có chút thở dài. Tần Vũ nhìn Tần Thạch Thiên, trong ánh mắt toát ra một tia than thở nói: Ngũ đệ, ngươi tiến bộ hơn nhiều rồi. Trải qua mấy trăm năm tu luyện, hắn đã hoàn toàn sáng tạo ra vũ trụ của mình, đặt tên là Thạch Mông Vũ Trụ. Mà Tần Thạch Thiên tại trong siêu thần giới, giống như Tần Vũ tân thần giới, cũng có bát đại thánh hoàng và hơn 1000 thành trì. Bên trong không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian cũng đã bắt đầu dần dần đi vào quỹ đạo. Tin tưởng không bao lâu nữa, trong không gian liền có người tu chân của nhân gian giới phi thăng lên, trở thành thiên thần của tân vũ trụ. Sau khi không ngừng lĩnh ngộ không gian pháp tắc của tân vũ trụ, liền có thể đột phá đến cảnh giới thần vương. Tần Vũ đứng trước mặt cổ bàn, trầm mặc một chút nói: Các vị bắt đầu đi. Hồng Mông khẽ gật đầu, cùng Lâm Mông và Tần Thạch Thiên liếc nhau, đồng thời từ trên người phát ra khí tức mãnh liệt, cùng với ngày đó độc chất vô nhị. Bất quá lần này mục tiêu lại là cổ bàn. Hồng Mông khí tức linh khí phóng lên cao, ba đạo tia sáng không hẹn mà cùng đem cổ bàn bao lại. Lực lượng mãnh liệt vô cùng, trong nháy mắt đem sự liên lạc giữa đan điền của cổ bàn cùng không gian chặt đứt. Khuôn mặt cổ bàn như thạch điêu, bởi chịu thống khổ mà vặn vẹo đi. Vùng đan điền ầm ầm dâng lên một trận quang hoa màu đen kéo dài vào trong thân thể Tần Vũ. Đám người Hồng Mông tinh diệu thao khống hết thảy, mà Tần Vũ lại rất nhanh phóng thích ra huyền hoàng khí, đem không gian đã ly thể thu vào trong đan điền. Không quá một khắc, cổ bàn hai mắt khẽ mở ra, có chút mê mang nhìn mọi người, chợt hưng phấn nói: Tam ca, huynh đã trở về. Tần Vũ thấy mặt hắn hiện lên sắc xám trắng nói: Ta đã trở về, đệ trước tiên nghỉ ngơi một chút đi,
mấy năm nay đã khổ cực cho ngươi rồi. Cổ bàn có chút ngại ngùng, cười cười nói, cái đó không có gì, mấy trăm năm nay ta cũng không có buông bỏ tu hành, đối với Tử Hồng Quyết lại có được lĩnh ngộ mới, huynh nhìn xem. La bàn này vốn tại lúc vô danh không gian liền bạo nổ, nhưng mấy trăm năm nay Tử Hồng Quyết có đột phá, nó lại xuất hiện trong đan điền của ta. Vừa nói, một cái la bàn hiện ra trong tay cổ bàn. La bàn kia cực kỳ huyền diệu, chính giữa la bàn ngưng tụ một đám hắc khí nhỏ không thể nhận ra. Tần Vũ nhíu nhíu mày, thậm chí ngay cả hắn cũng không thể thấy rõ huyền cơ trong đó, nhưng rõ ràng là đã nắm giữ một bộ phận mệnh ký của cổ bàn, mỉm cười nói, đệ kỳ ngộ phi thường, tương lai thành tựu nhất định sẽ vô hạn. Tam đệ, lực lượng trong cơ thể đệ cực kỳ huyền diệu, đến tột cùng là vật gì vậy? Tu vi cảnh giới của Tần Vũ bây giờ khiến cho mọi người thất kinh, dù sao hắn đã là siêu việt trưởng khống giả, Lâm Mông không khỏi có hứng thú rất lớn đối với lực lượng đó. Tần Vũ mỉm cười nói, đây là lực lượng của tinh thần biến lúc đệ luân hồi chuyển sinh, bây giờ nó đã diễn biến thành lục đạo luân hồi, nói cách khác đệ nó nắm giữ sinh tử lục giới. Chúng nhân vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Tần Thạch Thiên liền nói, sinh tử lục giới, vậy huynh không phải chính là thiên sao? Tần Vũ lắc lắc đầu, thiên số chi đạo, mặc dù ta từ lục đạo luân hồi mà nhập đạo, thế nhưng muốn hoàn toàn đạp nhập thiên số vẫn còn kém khá xa. Đại ca, đệ nhớ huynh đã từng nói qua, trên trưởng khống giả chúng ta còn có một loại tồn tại trí thượng, thậm chí vận mệnh của trưởng khống giả chúng ta cũng đều ở trong tay bọn họ phải không? Hồng Mông khuôn mặt chấp động, một tia thần sắc kiên định, đừng nói trưởng khống giả chúng ta, mặc dù là thần vương cũng đều có thể cảm giác được có một loại lực lượng thao khống vận chuyển vận mệnh của chúng ta, chẳng lẽ... Hồng Mông có chút kinh ngạc nhìn, mà Tần Vũ thì gật đầu nói, đích xác, trong lúc đệ lĩnh ngộ đến lục đạo luân hồi, rõ ràng cảm giác được sự tồn tại của nó cũng chính là thiên. Vậy thì thiên đó ở nơi nào? Lâm Mông hỏi. Tần Vũ thở dài, lạnh nhạt nói, hỗn độn tức là thiên, hỗn độn tức là đạo, vô sinh vô tử, thiên số chi đạo. Hiện tại đệ còn khó có thể đạp nhập vào thiên số, cho nên vì muốn tu thành đại đạo, đạt tới cảnh giới cao hơn, đệ chuẩn bị bế quan ngàn năm. Ngàn năm? Tần Tư và Hồng Quân cùng kinh hô kêu lên. Tần Vũ nhìn hai người, ánh mắt chớp động, thần sắc khắc thường nói, đây chính là việc ta cần thiết phải làm. Đám người Hồng Quân cũng biết tính cách hắn, trong lòng không khỏi có vài phần thất vọng, không nghĩ tới Tần Vũ vừa mới chuyển sinh trở về không bao lâu lại muốn tiến vào bế quan tìm hiểu đại đạo. Bất quá đám người Hồng Quân cũng không có ngăn trở, dù sao Tần Vũ tu ngộ chính là vì thiên số chi đạo, đi tới một cảnh giới mới, những người làm huynh đệ đây cũng sẽ vui mừng. Trong Tử Huyền phủ, Khương Lập biết được Tần Vũ muốn bế quan ngàn năm liền khóc lóc tang thương, vô luận như thế nào cũng không cho Tần Vũ bế quan. Mãi sau trải qua một hồi, Tần Vũ khuyên bảo, lúc này mới hơi có chút do dự. Từ nhi, con phải nhớ kỹ, Huống Thiên Minh muốn thành tựu đại đạo, cơ duyên trong đó tiệu tại trên người con. Vì tránh đụng phải họa sát thân, Tần Vũ cũng không thể đem mệnh ký nói ra rõ ràng. Thế nhưng Huống Thiên Minh muốn thành tựu đại đạo, nhất định phải có sự phụ trợ của Tần Tư mới được. Mà Tần Tư tự hồ cũng có chút hiểu được, dù sao hắn đồng dạng cùng nắm giữ lực lượng thiên đạo chi nhận. Tần Vũ nhìn Hồng Quân nói, Sương nhi, con nhớ kỹ, phải cố gắng tu luyện, tương lai thành tựu của con tuyệt sẽ không dưới chúng ta, hiểu chưa? Hồng Quân mặc dù có chút ngu ngơ nhưng cũng không do dự gật đầu nói, phụ thân, người yên tâm bế quan đi, con và đại ca sẽ chiếu cố cho mẫu thân. Sương nhi, các con đều đã trưởng thành rồi. Tần Vũ xoa xoa đầu hai người, ánh mắt toát ra tia hiền lành, thở dài một hơi, lập tức xoay người bước một bước, người cũng đã biến mất trong hư không. Hai người nhìn thân ảnh phụ thân biến mất, trên mặt cũng hiện lên một tia buồn bã. Trong vũ trụ mênh mang, Tần Vũ một chảo vào hư không, không gian chợt vùi lấp, sinh tử khí tuần hoàn giao nhau, một dòng suối thật lớn hiện ra trong hư không. Hỗn độn khí giống như cuồng phong gầm lên, bốn phía không gian nhất thời nghiền nát thành phấn vụn. Tần Vũ thần sắc có chút ngưng trọng, hắn gấp gáp trở về nơi này, một phương diện là muốn lấy lại Tần Mông không gian trong đan điền của cổ bàn, bởi vì thành tựu trong tương lai của cổ bàn cùng với kỳ ngộ của Tần Vũ có liên hệ rất lớn, mà phương diện khác chính là muốn tìm hiểu lục đạo luân hồi kia. Hỗn độn tức là thiên, hỗn độn tức là đạo, vô sinh vô tử, thiên số chi đạo, đây chính là Tần Vũ từ trong lục đạo luân hồi lĩnh ngộ đối với thiên đạo. Như vậy thiên đạo đến tận cùng ở nơi nào, thiên đạo giải thích như thế nào đây?
Tần Vũ từ sau khi lĩnh ngộ lục đạo luân hồi, có thể tại trong lúc đó cảm giác đến mệnh ký, số phận của một đời người. Nếu như muốn đặt tới cảnh giới cao hơn, tựu phải nắm giữ thiên số vận chuyển, tham thấu huyền cơ ảo diệu trong đó, lúc này mới có thể tu thành đại đạo. Nhìn hỗn độn khí trong lục đạo luân hồi, ánh mắt một mảng mê ly, chính là giống như một phương hỗn độn này, vô cùng chân bóng, vô phong vô mang. Tần Vũ thân đứng chính giữa lục đạo luân hồi, tựa như hỗn độn lúc thiên địa chưa từng khai mở, bao dung hết thảy, giống như một loại sinh tử luân hồi chi đạo. Giờ phút này, Tần Vũ lâm vào trạng thái tĩnh lặng, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc trong lúc ngưng trọng lại thấu phát một cỗ khí tức khiến người khác khó đoán được. Một thân hắc bào kia khẽ vũ động, cả người trong vô tận vũ trụ giống như những vì sao, hạt cát nhỏ bé, cơ hồ có thể tan biến, vừa lại giống như bao dung cả vũ trụ thiên địa. Lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất như có được một cỗ lực lượng dung chuyển hư không. Bên trong Tử Huyền phủ, Hồng Quân thở dài đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên phía sau lưng truyền đến một tiếng kêu khẽ. Hồng Quân, huynh rốt cuộc đã về rồi. Chỉ thấy La Băng Kiều Tiếu đứng ở sau lưng hắn, vẻ mặt ủy khuất, tận trong đôi mắt thuần mỹ là lệ châu long lanh. Hồng Quân xấu hổ cười một tiếng. Muội đã đến rồi. Đây là thái độ gì của huynh vậy? Chẳng lẽ không muốn nhìn thấy ta nữa sao? La Băng đứng ở đó, chu cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp, vẻ mặt tựa như muốn khóc. Nhìn nữ tử yêu kiều trước mắt, Hồng Quân trong lòng mặc dù tràn đầy vui sướng, nhưng miệng lại không cách nào biểu lộ ra. Tần Tư một bên hăng hắc cười quái dị vài tiếng. Xem ra đệ chạy không thoát rồi, he he. Hồng Quân quệt quệt miệng liền nói. Chẳng lẽ huynh lại có thể chạy thoát sao? Nhìn sau lưng đi. Tần Tư trong lòng cả kinh, lúc quay đầu lại nhìn thì phát hiện Băng Nghiên không biết lúc nào đã đứng sau lưng mình, trên khuôn mặt thuần mỹ vương vài giọt nước mắt, nhìn càng thêm kiều sở động lòng người. Tần Tư vỗ mạnh vào trán cười than nói, xem ra ta trốn không thoát rồi. Vô tận năm tháng, thời gian dông dài trôi qua lặng yên trong tinh thần vũ trụ, không lưu lại chút dấu vết nào. 500 năm sau, bên trong tinh vân sáng ngọc chính là không gian vô cùng vô tận, chỉ một khoảng cách rất nhỏ, có lẽ chính là một thế giới đại ngàn tồn tại. Phiến vũ trụ này chính là bên trong đan điền của bàn đệ tứ vũ trụ. Trải qua hơn 500 năm tiến hóa, cả vũ trụ đã đi vào quỹ tích. Giờ phút này, cổ bàn đứng ngạo nghễ trong vô tận hư không, trên tay nâng một cái la bàn, ngưng thần trầm tư, hiểu được vũ trụ huyền bí ảo diệu. Hôm nay Tần Vũ bế quan tìm hiểu thiên đạo, Tần Tư và Hồng Quân cũng đều tại bên trong không gian bản thân mình không ngừng đề cao tu vi, cảnh giới không ngừng thăng tiến. Thậm chí ngay cả Hồng Mông, Lâm Mông hai vị trưởng cống giả cũng không còn sống nhàn nhã như trước nữa, đã bắt đầu tìm hiểu một tầng cảnh giới mới, cũng chính là một thứ tinh minh như có thể chạm vào nhưng lại cực kỳ huyền bí mờ ảo, đó là thiên đạo. Cũng theo lời Hồng Quân nói, nắm trong tay số mệnh của người khác, đấy chính là thiên. Nó là một loại mông lung mơ hồ, thậm chí là mờ ảo mà vĩnh viễn không có cảnh giới cuối cùng. Thành ra tất cả mọi người luôn cố gắng đạt được thành tựu lớn. Một ngày, cổ bàn trong một khắc tu luyện đã hiểu được giống như Hồng Quân, cũng xảy ra thay đổi, nhưng không vi diệu đến vậy. Trải qua 500 năm tu luyện, cổ bàn đối với Tử Hồng Quyết đã đạt tới cảnh giới gần như đại đỉnh. Vũ trụ biến ảo kỳ diệu, nắm trong tay không gian rất nhỏ, nhưng sớm dung nhập quán thông, tu vi bản thân cũng đã vô hạn tiếp cận Hồng Mông, Lâm Mông. Tin rằng không bao lâu nữa, cổ bàn nhất định có thể siêu việt hơn cả Hồng Mông, hướng tới cảnh giới của Tần Vũ. Giờ phút này, cổ bàn tâm cơ vừa động, một cỗ khí thế bàng bạc từ trong thân thể phát ra. Bốn phía đồng thời dung khởi, một cỗ quang mang nhàn nhạt bắt đầu biến thành hư ảnh 1 trượng 6. Khuôn mặt thô quánh, đại hán trông giống hệt cổ bàn, nhưng thân ảnh này cảm giác như hư ảo. Toàn thân đều tản ra quang mang huyền thanh nhàn nhạt. Ngay sau đó lại một trận quang hoa khởi động, từ thân thể cổ bàn liên tục bộc phát ra các sắc quang hoa, chung quanh thân thể cổ bàn đã hình thành 7 đạo thân ảnh. Đột nhiên chân thân cổ bàn giống như vạn năm không đổi, bỗng nhúc nhích, đôi mắt thông thả mở ra, ánh mắt thâm thúy giống như bao quát cả vũ trụ. Có một điều gì đó thâm thúy khiến cho người khác không thể giải thích nổi. Chỉ thấy cổ bàn mỉm cười như chút được gánh nặng nói, Tử Hồng Quyết tầng thứ 7 rốt cục đã thành. Giờ khắc này, cổ bàn đấm vào không khí 1 trường, la bàn trong tay mạnh mẽ thả ra 7 đạo huyền hoàng khí bao phủ lấy 7 đạo thân ảnh. Sau đó 7 đạo thân ảnh liền hợp lại, toàn bộ đều ngưng tụ trên người cổ bàn. Cổ bàn hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thỏa mãn. Giờ phút này hắn đã có cảm giác được bản thân đã nâng lên một cảnh giới mới.
mặt ngoài lớp da ngăm đen bao phủ nhàn nhạt một tầng quang hoa, ánh mắt thâm thúy chớp mắt đã quan sát đến tận cuối vũ trụ. Bản thân đứng ngạo nghễ trong mênh mang hư không, đỉnh thiên lập địa, cho dù là đệ tứ vũ trụ có kéo dài ức ngàn năm, ức ngàn dặm, dường như trong mắt hắn bất quá chỉ là một bước. Đã qua 500 năm rồi sao? Cổ Bàn cười khổ, tự hỏi mình, phảng phất thời gian đối với hắn mà nói đã không còn có khái niệm, mà từ Hồng Quyết càng về sau đột phá càng khó, bất quá là bởi vì Cổ Bàn có tứ vũ trụ của mình, hơn nữa có tu vi của trưởng khống giả, cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Giờ phút này hắn nhíu nhíu mày, thản thanh nói: không biết Tiểu Quân và Ngộ Không bọn họ thế nào rồi, phải đi xem bọn hắn mới được. Cổ Bàn tâm cơ vừa động, đang chuẩn bị rời khỏi đệ tứ vũ trụ, đột nhiên trong lòng cảm thấy một tia không ổn. La bàn trong tay cũng không có bởi vì dung hợp phân thân mà đình trệ hoạt động. Chỉ thấy la bàn trong tay có chút rung động, một cỗ lực lượng kỳ dị, khó hiểu đột nhiên bộc phát. Lấy Cổ Bàn làm trung tâm, không gian bốn phía trong nháy mắt bị phá toái, thậm chí ngay cả Cổ Bàn cũng có chút giật mình. Chẳng lẽ la bàn này có thể tự sinh ra ý thức? Song lực lượng có thể khiến cho không gian nát bấy như vậy lại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng không bị băng toái hiện ra một lượng lớn hỗn độn khí, hình thành một hắc động vô cùng thâm thúy, sinh ra một cỗ hấp lực cường đại. Điều này làm cho Cổ Bàn càng kinh nghi vạn phần, cho dù là có cơ thể huyền hoàng bất diệt cũng không dám tiến đến gần hắc động này. La bàn giống như con ngựa đứt cương, không thể khống chế lại càng rung mạnh. La bàn xuất hiện tác dụng này, Cổ Bàn cho tới bây giờ mới biết, cũng không có cách nào biết được. Thậm chí ngay cả Tần Vũ đều không thể nhìn ra, không thể dò xét. Chính nó tiếp cận hồng mông không gian, tiện đà hình thành đệ tứ vũ trụ. La bàn màu xám khắp nơi đều thấu phát ra một loại khí tức cổ quái, chất phác, tựa như bị giam giữ trong đau thương ngàn ngàn năm tháng. Quanh thân có mấy vết rách rất nhỏ, có thể thấy rõ ràng, mà tại bên mặt trên la bàn có khắc chi chít những cổ văn phù lục, cơ hồ có chút không thể hiểu rõ, huyền diệu sợ rằng có ai có thể biết được. Cổ Bàn cũng kinh dị, không biết tại sao la bàn lại sinh ra dị tượng như vậy, chẳng lẽ cùng với đột phá tầng thứ 7 từ Hồng Quyết có liên quan gì chăng? Trong khi hắn đang nghi hoặc thì la bàn đột nhiên thoát ra khỏi bàn tay, chui vào trong hắc động hỗn độn kia, mà tình cảnh tiếp theo lại khiến Cổ Bàn càng kinh hãi thất sắc. Một trận ầm ầm nổ ra, Cổ Bàn rõ ràng cảm giác được cả đệ tứ vũ trụ đều bắt đầu rung chuyển, một đoàn sóng năng lượng tận sâu bên trong vũ trụ bắt đầu lưu động, giống hệt tình hình tại tử giới ngày trước, la bàn lại nổ mạnh lần nữa. Song lần này điều không giống chính là la bàn dường như bị một cỗ năng lượng huyền diệu khống chế, trong nháy mắt tụ lại cùng nhau, đồng thời bộc phát ra một đoàn quang mang xanh tím mãnh liệt. Cổ Bàn giật mình nhìn tình hình trước mắt phát sinh, hắc động hỗn độn giờ phút này hình như bị lực lượng phụ nổ của la bàn làm cho rối loạn, từng đạo hỗn độn khí cùng với quang mang xanh tím như dòng nước lũ dung hợp vào nhau. Lúc này lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn, la bàn bên trong hồng mông không gian bị oanh kích thành nát bấy, song một cỗ hỗn độn khí lại dũng mãnh tiến vào. Lúc này đệ tứ vũ trụ thực chất không có bị phá vỡ. Cổ Bàn cảm giác được tất cả so với trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Bất quá đối với hiện tượng trước mắt, Cổ Bàn đã có một ý niệm trong đầu: luyện khí. Không sai, đây tuyệt đối là một loại phương pháp luyện khí tự nhiên. Bất quá la bàn như có ý thức tự tiến hành rèn luyện. Không đến một lát, từng mảnh nhỏ của la bàn theo si liệt quang mang dần dần biến thành vô hình, biến thành những hắc sắc khí thể nhỏ bé tan vào dòng hỗn độn khí. Chỉ thấy mặc dù tia hắc sắc khí thể trông cực kỳ mỏng manh yếu ớt, nhưng lại không chút nào bị hỗn độn khí lấn át. Ngược lại, chúng phát ra khí thể thực chất màu xám, giống như một bàn tay vô hình không ngừng bao bọc lấy cố khí thể. Không lâu sau, lượng hỗn độn khí vô cùng bị nắm thành một hình dạng kỳ quái. Bất quá, xem hình dáng có chút giống với chiêu hồn phiên của con người. Cổ Bàn trong lòng cả kinh, hắn biết đã tới thời điểm mấu chốt, vội vàng thả ra một giọt máu và tinh thần lạc ấn tiến hành khải linh. Sau khi hỗn độn phiên dung hợp máu cùng tinh thần lạc ấn của Cổ Bàn, hỗn độn phiên đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang màu xanh tím chói mắt, trong nháy mắt làm tiêu tán số hỗn độn khí dư thừa bên ngoài. Sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Cổ Bàn, cũng là mang bộ dáng của một cổ phiên. Phiên dài 2 trượng 3, rộng 2 thước 3, màu đen bóng. Trên mặt phiên cũng giống với la bàn lúc trước, cũng khắc chi chít những cổ văn phức tạp và phù lục đồ án. Chỉ một chốc sau, khi đã được khải linh, hơn nữa tiếp thu tinh thần lạc ấn của Cổ Bàn, trong nháy mắt đã bay về phía trong tay hắn.
cửu bàn chấn động khi vừa chạm vào trường phiên, một sát na chợt cảm giác được một cỗ lực lượng đủ để rung động thiên địa. Nhẹ nhàng vung lên, bề mặt trường phiên có chút biến động, song không gian phía trước mặt đã bị oanh nát bấy, hỗn độn khí ở trong đó mãnh liệt bốc lên. Hỗn độn không gian ư? Cổ bàn không có nghĩ đến sau khi la bàn luyện khí lại có thể phá vỡ hỗn độn không gian, mà trong hỗn độn không gian tự hồ như cất giấu cái gì đó. Cổ bàn vừa định muốn đi tới xem xét thì hỗn độn khí lại phi thường đậm đặc, so với tử khí tại tử giới còn muốn nhiều hơn. Chỉ thấy trong không gian băng toái, mắt thường có thể thấy đó là một mảnh hỗn độn, mà hỗn độn khí này thuộc loại thực chất dị thường. Cổ bàn mới vừa đi được hai bước đã bị áp lực không thể chịu nổi, trở ngại lớn không phải bàn cãi. Hơn nữa, cổ bàn mặc dù bây giờ đã thành tựu tầng thứ 7 từ Hồng Quyết, lại không cách nào nhìn thấu được địa phương này, hành động ở trong đó lại càng không có khả năng. Mặc dù có thể nghiền nát hư không, còn có thể thông đến hỗn độn thế giới, nhưng với tu vi của ta hiện giờ lại không cách nào tiến vào bên trong. Xem ra ta còn phải tiếp tục đề cao cảnh giới. Cổ bàn nhíu mày có chút nghi hoặc nhìn trường phiên, bất quá vẫn như trước không có cách nào tra ra sự huyền diệu của nó. Bất quá hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nó chính là lực lượng của mình, tuyệt đối là thần khí siêu việt thiên tôn linh bảo, dường như có thể gọi là chí tôn linh bảo. Thần khí này đều không phải là do hồng bông linh khí hình thành, cũng không phải do hôi mông linh khí hình thành, mà chính là do hỗn độn khí đặc thù bên trong vũ trụ này ngưng kết mà thành. Nguyên lý cũng giống như hồng quân giới, bất quá so về số lượng hỗn độn khí sử dụng thì trường phiên này tuyệt đối chiếm ưu thế. Hơn nữa lại là la bàn từ bản thân rèn luyện, huyền diệu trong đó càng không cách nào hình dung. Cổ bàn trầm tư một lát, khóe miệng rốt cục lộ ra một nụ cười. Đã như vậy, gọi ngươi là cổ bàn phiên đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.